Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 và làm bài kiểm tra cuối kỳ. Chúng ta sẽ ôn về cái chủ đề số 8, tìm hiểu các nghề ở địa phương bằng cách làm sản phẩm học tập theo nhóm hoặc là cá nhân. Các em có thể in sẵn hoặc phác họa trước tranh ảnh về một ngành nghề ở địa phương, tô màu trong tiết kiểm tra ở tuần 13 theo thời khóa biểu và viết một đoạn văn về trang thiết bị dụng cụ lao động. Xác định nguy hiểm có thể xảy ra, chỉ ra cách giữ an toàn và tuyên truyền cho cái nghề đã chọn trong tranh ở trên. Thì hôm nay cô sẽ gợi ý là cái nghề ngư dân đang hoặc là ngư dân đang đánh bắt cá. Thì đây là một bức tranh đã được tô màu, hoặc là đây là bức tranh thứ hai cũng là được tô màu. Đây là bức tranh thứ ba, cô gợi ý một số bức tranh. Rồi sau khi là vẽ tô tranh xong thì các em sẽ nêu về trang thiết bị dụng cụ lao động, xác định nguy hiểm có thể xảy ra, chỉ ra cách giữ an toàn, tuyên truyền cho cái nghề đã chọn trong tranh. Thì đối với cái nghề cô chọn đây là tên nghề ngư dân, thì công việc đặc trưng là đánh bắt cá ngoài biển. Những trang thiết bị dụng cụ lao động cơ bản như là tàu hoặc thuyền, lưới, cần câu, phao cứu sinh, các thiết bị hỗ trợ để tuyên truyền cho cái nghề đã chọn, thì cái nghề này tạo là công việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và chất lượng cuộc sống, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo. Những lưu ý giữ an toàn lao động khi làm nghề là mặc áo phao khi tham gia đánh bắt cá, mang đủ phao cứu sinh và trang thiết bị an toàn, hiểu các quy định về báo hiệu, cảnh giới khi hành trình và đánh bắt cá trên biển, nhất là lúc hoạt động vào ban đêm. Ghi nhớ đầy đủ các thông tin về tần số liên lạc, điện thoại của các cơ quan có chức năng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn để liên lạc khi có sự cố. Đó là cái gợi ý của cô khi làm cái bài kiểm tra cuối kỳ lần này. Chúc các em làm bài tốt nhé. Chào các em.